không có hung hung mới quy được. Định của anh Linh này là phải hung, phải hung. Dạ thôi lừa chú. Vậy con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung, con chọn cái nào? Dạ không bấm. Quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một cái điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao? Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai. Con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, con một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Em tên là Đặng Thị Nhị, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An ạ. Chào mọi người, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị con quê Long An, con quê chỗ nào nhị? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, ở em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Em biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì mà làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp hơn. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, hoặc ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn được hiền không? Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên, đẹp trai. Tính trắng. Cũng hơi yếu yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chính trắng. Có chí giống có ý, chí ý, có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Chứ biết chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc, rượu chè bê bối, ở dơ. Có không, có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Trời mặt dễ thương quá ha. Ba dạ ai cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bông. Mà nè, có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc. Nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao con nghi quá à? Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh lâu lâu cũng hay quên. Cái giọng hơi giống gái hơn cũng. Đúng rồi, không, thấy chưa? Tôi đâu có nói quan đâu. Không có hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu bỏ. Không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi. Bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì anh đỡ em lên nha. Có gì anh đỡ nổi đâu anh đỡ. Một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, trời ơi, cứu đầu ba, rồi, đó, bốn, ụp xuống luôn. Năm, trời ơi như lượng sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượng lượng lên lượng lượng vậy nè. Lượng gì nó nặng quá nó muốn túi đầu như không. Trời ơi rồi coi như sông hơi luôn vậy ha. Chị ơi chị làm khó em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng dữ lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có. Chị dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn đó chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 đó. 9-10 đó. Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có nét giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ai cũng dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay càm ràm.
rầm rầm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt cái đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Con gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn hay giận. Ừ. Được rồi. Bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với lại em họ của em. Xin chào à, hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả. Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp, cũng mỉm, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai, đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ, nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về cơ cô. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ thương. Cảm ơn cô. Thì Vũ của cô thì cũng không phải là cô khen gì mà đó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc đó là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê tại vì chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm à. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà thì ngon lắm à. Ngon dạ, lắm con nha. Con bay gãy cánh đó anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, thôi, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện đó chuyện nhỏ. Yêu quê, là tới đâu cũng đi đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. À, em cảm ơn quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em cảm ơn quà Tổng. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao, mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. À, dễ thôi. À, em thấy anh hiền. Dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi chờ người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. À, em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? À, lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều quá. Rồi cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ, nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Dạ, hết rồi. Sao đấy? Nhiều đó mà hết. Thôi hẹn hò sao? Dạ, thì nãy bạn nói rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi à. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có biết đạp mà nó có sức. Đề xuất đó, đề xuất mạng đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Ừ. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ, không nổi thì bạn chở em. Không có bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ, mẹ, anh nói rồi, anh ốm được mà, em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Dây bùa kiểm. Phải chấm thêm cái mục rùi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, có rồi. Báo lúc của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ra luôn. Hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào.
dễ thương quá, gì đâu không, dạ. Không có hung hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi được rồi chú. Vậy con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên này gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc xa. Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi. Nếu con quan điểm như thế là sai, con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, con một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Chào người lên. Chào trai, phong độ ha. Dạ, cảm ơn anh à. Em chắc cao 1m9 nè nha. Dạ không, 79 nè anh. 79 sao thấy cao dữ vậy trời. Sinh năm nhiêu, sinh năm nhiêu, tám mấy không? Dạ em sinh năm 92 ạ. Vừa hỏi tầm giới của em rồi. 92 tên là gì? Dạ em tên Minh Thuận ạ. Minh Thuận. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Thật là duyên dáng mời em. Em tên gì vậy cưng? Chào chị, em tên là Kiều Nữ. Kiều Nữ. Dạ. Kiều Nữ. Còn thiếu đại gia nữa thôi nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 94 là 20 tuổi. Trời ơi trai tài gái sắc quá. Tên hấp dẫn quá. Kiều Nữ. Kiều Nữ. Kiều Nữ làm nghề gì nhỉ? Dạ em đang là sinh viên năm 2 của Học viện Hàng không Việt Nam. Wow. Bên kia đã 22 là chị đã bất ngờ, qua đây em 20 đó mà bên kia bước ra là khán giả cũng ồ, bên đây bước ra chị thấy là chị ồ. Chứ tại sao mà hai bạn lại đến chương trình này? Vì một phần là em yêu thích chương trình này. Dạ thứ hai là trước đây thì chị em cũng có tham gia chương trình này. Sắp cưới chưa? Dạ chắc chưa, chị còn đi làm. Dạ đang còn tìm hiểu. Dạ cho nên là hôm nay em đến cũng muốn coi cho mình một cơ hội để hẹn hò. Dạ. Vậy bạn nam bên kia tại sao bạn lại đến với chương trình? Bạn còn quá trẻ mà nghe Linh là khen đẹp trai nữa. Tôi nói chơi thôi chứ làm gì đẹp trai quá đâu. Dạ thật ra thì bên ngoài em cũng tiếp xúc với khá nhiều bạn nữ. Rất cũng xinh đẹp cũng có, giỏi giang cũng nhiều có. Mà em cảm thấy sao có thể gọi là tình bạn thôi chứ vượt hơn cái nữa thì hơi khó. Bạn đòi hỏi hình như hơi cao đúng không? Dạ không, tức là người ta em không đủ tiêu chuẩn của người khác chẳng hạn. Em không đủ chứ không phải là người kia không đủ. Dạ. Theo em thì khuyết điểm của em thế nào là không đủ? Em ít nói và em ngại bày tỏ tình cảm với các bạn nữ. Ít nói mà vậy á? Không biết nói nhiều hả? Dạ tại vì em với anh Quyền Linh là nói chuyện với nâu dễ hơn. Còn nói chuyện với các bạn nữ thì em hơi... À, hơi ngại đúng không? Nói bạn nữ hơi ngại đúng không? Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em học đại học kiến trúc. Đại học kiến trúc? Năm mấy? Dạ năm tư ạ. À, Kiều Nữ, em cái sở thích của em là gì? Đi những lúc là rảnh rỗi. Dạ rảnh rỗi thì em thích đi du lịch. Nghe nhạc rồi xem phim. Em ghét điều gì? Em không thích điều gì? Thì em ghét những cái người mà hay hành hạ động vật đó chị. Tại vì em bị cuồng động vật. Con gì là em thích nhất? Chó và mèo. Động vật em thích con gì? Em thích các loài sinh vật biển nha. Cá mập, cá voi. Thích gì đâu xa vậy? Lạ quá. Em nghĩ em có tật xấu gì không? Chị thấy ưu điểm em là nhiều rồi đó. Trẻ trung, năng động, xinh đẹp. Em hay càm ràm. Thường thì người ta không làm gì thì em cứ đọc hoài cho người ta làm cho được theo ý em thôi. Sao giống chị quá vậy ta? Có thật xấu của bạn gái, còn thật xấu của bạn là gì? Ai cầm ràm 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 em không nghe. Mà cứ cầm đi, hồi người cầm ràm là người mệt chứ không phải là em. À, coi như thoải mái không? Dạ, thoải mái. Thoải mái. Vậy là được á, hợp á. Em thích những ưu điểm gì của phụ nữ? Tự tin, năng động và biết tự quyết định tương lai của mình. Rồi, không thích gì? Cầm ràm nói nhiều á. Đâu cần nghe đâu, gì đâu sợ. Nãy em nói rồi mà. Thì đúng là em không sợ mà cứ ngồi nghe hoài. Ví dụ như em đang Facebook, đang chơi game mà cứ làm cầm ràm hoài thì mất tập trung. Tôi sốt ruột quá, phải coi cái chàng trai bên kia làm sao. Lo chơi game với Facebook làm sao cua gái được ông ơi. Dạ, xin chào chị. Mắt có cận không? Dạ khoảng 1 độ. Cứ game đi Facebook đi rồi từ từ đeo kiến 5 độ ha. Điều độ mà chị, ngày điều độ thôi. Điều độ hả? Dạ. Còn những lúc không có chơi game với Facebook thì làm gì? Xem chương trình Em Yêu Động Vật. Cứ tưởng nó xem chương trình bạn muốn hẹn hò. Một tuần chiếu có một buổi mà chị. Bạn muốn hẹn hò cũng một tuần chiếu có một buổi chứ nhiêu. Dạ không, còn chương trình Em Yêu Động Vật thì ngày nào nó cũng chiếu. Cái cách con gì? Nhà em nói rồi đó, các loài sinh vật biển. Thôi bây giờ trên bờ đi, ta ở trên bờ mà cứ nói với biển. Trên bờ con gì? Bướm. Được.
coi như là đi trên bờ là không có được, một dưới nước, hai bay trên trời, đã treo với tôi. Em sợ được. Em thích con bướm sợ con gì? Không được chị. Không được. Em sợ con sâu. Hả? Con sâu. Thích con bướm mà sợ con sâu. Đúng rồi. Đúng, con sâu nó ra con bướm hay sao? Thì đúng rồi, giai đoạn đó thì em sợ, mà giai đoạn sau thì em thích. À, yeah. Bên kia con thích con sâu sợ con bướm. Hello. Hello anh. Bạn thấy bạn nam bên kia thế nào? Bạn nó hơi nhát. Em có thích người nhát không? Dạ, em thích người nhát nhưng mà tỏ ra không nhát cũng tốt. À, có người lãng lửng hơn. Nhát nhưng mà đừng cho ta biết mình nhát. Dạ, đúng rồi. À. Dạ. Thấy chưa, nghe chưa? Dạ. Rồi. Có khi nào em không nhát mà em tỏ ra nhát không? Em nói với người kia kìa. Đó, nói mình nó nghe đi. Rồi, chúng ta sẽ gặp nhau nha. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Không nhát mà nhát. Nhiều khi thấy nhát chứ không có nhát. Nhiều khi thấy nhát mà nhát thiệt. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Cầm làm đi em. Bạn là xinh đẹp mà đúng là mình, bạn nói mình đúng rồi. Chứ các bạn nữ của mình rất là hay nhát. Dạ. Nhất là các bạn nữ xinh đẹp như bạn. À, cảm ơn bạn. À, mình có thể hỏi bạn một điều. À, bạn cứ hỏi. À, bạn có ăn thịt chó không? Đúng rồi. Trước đây có từng. Mình thì rất ghét ăn thịt chó, mèo. Nhưng mà nếu mà cải thiện được thì tốt. Ờ, cách đây lâu rồi bạn. À. Hồi nhỏ, mình còn nhỏ, mình bị dụ ăn đó, chứ ăn xong mới biết. À, nếu bị dụ thì không sao. Giờ dụ nữa ăn không? Dụ nữa thì không ăn đâu. Nếu bạn bên kia dụ bạn có ăn không? Không, bạn bên kia đó nói không thích ăn thì sao lại dụ? Ví dụ bạn bên kia dụ bạn có ăn không? Không, giờ dụ không ăn nữa. Lớn rồi. Được, lập trường vững chắc. Ok. Nhưng em còn có 30 giây nữa thôi, lẹ lên. Thật ra thì nãy bạn nói là bạn yêu thích các loài động vật, thì bạn có tham gia bất cứ cái chương trình về về động vật không? Ờ, mình cũng có tham gia vào mấy cái hội thôi. Hội yêu những người yêu cún. Bạn có thích chụp hình với cún không? Cực kỳ thích. Vậy được rồi, nếu có sau này có dịp mình sẽ chụp cho bạn. Có 2 phút nói chuyện toàn là chuyện chó không à. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không. Mời các bạn đặt tay ra sau thành ghế và chạm vào nút. Và bây giờ, 3 khắc bắt đầu. 1 2 và 3. Bạn có nghĩ là bàn tay sẽ bấm không? Em cũng đoán được chút xíu. Bàn tay không bấm? Dạ bấm. Không bấm? Không bấm. Bạn nói sao nó đỏ anh? Lộ bí mật hết trơn rồi, tôi đang thử hỏi tâm lý sao? Tự nhiên sợ bên kia. Bạn nói anh không nhắm mắt em trước, nghe theo. Em, bên đây bạn gái này cầm ràm lắm mà sao em sợ cầm ràm mà em lại bấm? Dạ hồi nãy không phải chỉ sợ chị, nó là chị không thích. Không thích. Tại nhà em cũng có chị, chị cứ nói hoài với em cũng quen. Rồi hai người có thể nắm tay xuống đi chơi kìa em. Hai người nắm tay đi. Nắm tay đi, trẻ mà. Đó. Rồi mới đang vô rồi mới chịu nha. Cảm nhận thế nào về cái bàn tay ấm áp hay lạnh? Dạ bàn tay hơi lạnh anh. Hơi lạnh, hơi lạnh. Còn bạn nam, bạn cảm nhận thế nào? Mềm.